Vâng, cửa hàng âm thanh Đại Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mặt biển Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đại Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đại Hạnh sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một bộ sản phẩm gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất, cửa hàng âm thanh Đại Hạnh đang test chiếc đầu băng cối Nagara dòng E, và cửa hàng đang kết nối cùng với một chiếc âm ly Sansui 9090 dB và một cặp loa Pooler CS99A màng FB. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm của sản phẩm qua một bài test này. Vâng, chiếc đầu Nagara này thì cũng về với cửa hàng một thời gian rồi. Vâng, với hình thức và vẻ đẹp zin 100%, cực đẹp. Đây ạ. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm. Tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em châu cao đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa, con đường chia hai ngã đành cách xa. Cửa hàng thì đang test ở đây là một cặp băng 7 nhé. Các bác mà sở hữu bộ sản phẩm này thì có cả càng lắp băng 10 đấy ạ. Như clip trước thì cửa hàng cũng đã test là càng băng 10 rồi. Đây là cửa hàng lắp băng 7 nhé. Chiếc máy Nagara này thì cực mới, cực kỳ là đẹp luôn. Chất âm thì tuyệt đỉnh rồi. Chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay xa đó, tìm kiếm trên cô mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua, thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng sáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đen khóc bên bờ. Những phen đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Thank you.
lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu anh, chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.